trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Em xin phép đi trước nha. Dạ. Ngồi đi. Sao hai người lại ở với nhau? Khách sạn sếp tụi em ở chung với nhau. Huyền đâu? Huyền đi ra ngoài rồi ạ. Đi ra ngoài á? Đi đâu sớm thế? Chắc Huyền đi mua đồ ăn sáng anh. Đi mua đồ ăn sáng á? Khách sạn 4 sao mà mua đồ ăn sáng á? Chắc đi mua mỹ phẩm. Tôi vào đây chờ. Làm gì mới sáng sớm đứng đây vậy? Hai người nói chuyện đi nha. Tôi ra ngoài trước, chút xíu. Em đi đâu về đây? Em đi bay với mấy chị. Rồi tối có uống chút xíu. Say quá nên ngủ lại luôn chứ về lại phiền Nhi. Chị nào? Anh có quen không? Anh định mang đến cho em bất ngờ. Cuối cùng em lại là người làm anh bất ngờ đấy. Em hơn Nhi về mọi mặt. Nhưng mà tại sao cái sự chung thủy mà đàn ông như anh cần thì em lại không có? Hả? Anh tưởng Nhi nó ngây thơ lắm hả? Cả tối qua nó cũng đầu mày đuôi mắt với bọn đàn ông thôi. Nhưng mà em khác. Em có người yêu rồi các bạn. Anh chết rồi à? Sao hôm nay không thấy ai hộ tống bà? Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, đừng vòng vo nữa. Sao? Cô định thú tội rồi à? Đúng là tôi có một bí mật, cần phải nói cho bà biết. Bà đi theo tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô định giở trò gì thì tới cái thai ở trong bụng tôi còn không chắc có giữ được không đâu. Đừng nói tới cái mạng của cô. Mà cô đi đâu vậy? Sao không ngồi đây? Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ hoài. Chuyện bà nói không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là chủ tịch phải gặp vấn đề gì đó thì tôi mới khó thụ thai tới vậy. Như vậy là cô đã chịu thừa nhận rồi, có đúng không? Cái thai này không phải là của chủ tịch. Tôi đã nói với cô rồi, người như ông ấy rất là khó để có con. Người tính không bằng trời tính hả? Những tưởng là có được cái kết mỹ mãn rồi, nào ngờ. Nhưng nếu nói vậy thì không lẽ hai đứa con của bà là loại tạp chủng hả? Nói sằng bậy gì đó. Con không cần có vấn đề gì thì hai đứa anh chị của nó, cái loại tạch chủng đó cũng sẽ không để yên đâu. Cái thứ như mày là cũng dám nói như vậy với tao sao? Mày có cái bản sự gì hả? Tao với mày khoảng cách là tiền và quyền. Tiền và quyền của tôi hôm qua còn phải e dè, còn tôi là cái thứ đầu đắt nữa gì? Cô có tin là ngày mai cô thức dậy, cha thật của đứa bé này có mặt ở ngay đây luôn không? Thì càng tốt, tôi với bà chết chung đi. Tôi sẽ nói cho chủ tịch biết là bạn cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Mày dám nói như vậy đó hả? Cho dù có như vậy á,
thì cũng chẳng có sức mẻ gì đến hai đứa con của tôi hết. Còn thứ đồ dơ bẩn như cô, khi mà chủ tịch biết được thì ông ấy sẽ xử cô như thế nào. Tôi nói với cô nhiều lần rồi, đàn bà khổ nhất là không có gia đình cha mẹ để ra đây mà nương tựa. Tôi đã nhờ dì Lành dạy dỗ cô điều này bao nhiêu lâu nay mà cô còn chưa hiểu nữa hả? Không có nơi nương tựa thì sao? Suy cho cùng ông vẫn đá mà để chọn tôi mà. Tôi nói cho cô biết, cô muốn ở lại cái nhà này có cơm ngon áo đẹp để mà mặc, thỉnh thoảng có tiền gửi về cho cha mẹ thì được, nhưng cô không được có con. Mà nếu như cô có đàng hoàng sạch sẽ thì cũng đâu thể nào có con với ổng được hả? Tôi với bà không khác gì nhau đâu, còn một giày dơ bẩn. What? Trời, hôm nay bay quốc tế quốc nội. Chưa trả lời đó đi rồi. Liên nó bay Đài Loan, em bay Hàn Quốc nè. Ủa vậy hả? Trời, tốt quá. Ý là chị có ít đồ gửi qua bên Hàn Quốc cho người nhà, mà sáng giờ tao canh qua lại không có ai. Rồi, vô đây, em xếp qua cho. Ừ. Em đi nha. Nói nghe nè, bên Hàn Quốc bây giờ nó đang nổi lên cái bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông lắm. Trời ơi, rồi, có gì về nói sau, em đi đã trễ giờ. Trời, trễ cái gì mà trễ. Ý chị á, là mày qua bên đó, mày hốt mớ mỹ phẩm về xong mày bán. Được, mày lấy mấy cái đó về. Được, cái vậy nói sau nha. Trời, trễ giờ tiếp viên trưởng là em. Người Việt mình á, người ta chuộng mấy cái đó lắm. Rồi. Đồ Nhật, đồ Mỹ, đồ Hàn Quốc đó. Nhỏ này. Mọi người, tôi biết tiếp viên hàng không là một công việc rất đáng mơ ước, nhưng cũng có không ít những cám dỗ. Tôi đã biết có những tiếp viên không thể giữ mình, tay nhúng tràn rồi rút ra không được. Sân bay phức tạp, tôi khuyên các em nên biết lựa bạn mà chơi. Tôi nói ít, mong mọi người hiểu nhiều. Rồi, thôi, tất cả chuẩn bị ra sân bay đi. Nhi, em lại nói chuyện tôi chút. Em không có cũ bạn gì hết. Em chỉ chuyển giùm chị Kim một món đồ nhỏ cho người nhà bên Hàn Quốc thôi ạ. Thế cô Kim là người như nào? Tay chân có sạch sẽ không? Em mang lên đây tôi xem nào. Đây đúng không? Cái gì không biết. Mà em biết thừa đây là cá khô, đồ có mùi thì là mình phải cho vào hành lý ký gửi rồi. Em là tiếp viên thì em phải biết cái đấy chứ. Em xin lỗi chị. Em chuẩn bị ra máy bay đi. Bé con chị để cho Viễn nhà giữ hay vậy? Chị cũng muốn đĩa nó ở nhà rồi chị đi về đâu. Nhưng mà anh Viễn nói là chị ở nhà hoài á, nên đi ra ngoài cho khoai khỏa. Xạo, chồng cưng mình mà đặt nó như vậy. Con Nga, con nghe nói cỡ này anh Tuân đi làm có tiền nhiều lắm luôn á, phải không? Xong rồi cô qua con tính sửa nhà này nữa nè. Thì đúng rồi, có nghĩa là hồi trước đây á, người ta cho mình mượn cái này là cái kho, nên á còn bề bộn bê bối lắm, nên bây giờ anh Tuân đi làm có tiền rồi.
bà qua bà định sửa lại chút. Bà nói với cô vậy á, bên nhà cô kìa cũng chuẩn bị sửa nữa kìa, cho nó khang trang chút chứ. Cô sửa nhiều không? Thì cái nào cần sửa là sửa hết. Đang chờ người ấy. Con Nhi nó không qua đâu. Vô đốt nhang cho bố đi. Đi mà đứng hoài. Đi vô. Tôi cầm cho. Con chào cô ạ. Con đi thắp hương cho chú ạ. Cảm ơn con. Xếp chỗ cho bạn ngồi đi con. Vâng. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Để tôi cầm cho. Để cô ngồi đây. Mọi người ngồi nha. Con chào bạn. Dạ, chào các chị ạ. Mời mọi người cầm đũa. Được rồi. Để dùng tự nhiên nha. Dạ. Bạn thử đi, chả giò con chiên á. Cô qua nấu đồ ăn lúc nào cũng ngon hết á. Ừ. Phê còn nói lên không? Mới nhắc tới liền. Chú vô. Lúc nào cũng kè kè chai rượu. Ủa sao không ngồi đi. Qua sắp tôi ngồi chỗ nào? Trời đất ơi, thì thấy chỗ nào trống thì ngồi. Sao cứ bắt người ta xếp chỗ hoài vậy? Thì qua đặt đâu tôi ngồi đó à. Thì lúc qua bên kia ngồi đi. Bên kia ngồi còn trống. Ngồi kế bà xong bà khó lắm. Nói chuyện không có được. Coi như má tôi đi. Nha. Qua nói sao tôi nghe vậy? Chịu khó ngồi để lát tôi qua tôi ngồi kế bên. Cất chai rượu đi, phải chửi vợ. Rồi. Thì ra đây ngồi đỡ ở đây đi mà. Lúc nào cũng phải chờ người ta xếp chỗ mới chịu ngồi. Rồi ngồi xuống đi. Quay vô. Quay vô. Ăn mấy. Thôi này. Tạm một bữa không có rượu đi. Ăn cái này cũng ngon mà. Nhá. Ăn đi chút tôi qua nha. Đây. Dạ, tôi đây nè. Bữa nay có người e thẹn như gái mới về nhà chồng. Trời, ngộ ta. Lúc nào mà chú Du qua nhà của Nga cũng vậy trơn á. Nó gái mới lớn mà. Ăn đi. Cái món xôi này ngon ghê nha. Không có rượu nó nhạt mồm hả? Ăn đi mà. Ngon lắm. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.